Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đã tổ chức hội nghị triển khai luật đất đai năm 2024 và đánh giá tác động của luật đất đai đến tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Đồng Nai. Các đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Quảng Minh Cường, Phó Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Võ Tấn Đức, Ủy viên Thường vụ, quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Luật đất đai là đạo luật quan trọng tác động đến mọi mặt của đời sống kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, bảo vệ môi trường của đất nước. Với 16 chương, 260 điều, luật đất đai 2024 đã góp phần hoàn thiện thể chế, chính sách về đất đai, phù hợp với thể chế phát triển nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa, giải quyết tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn trong các chính sách, pháp luật có liên quan đến đất đai. Giải quyết các vấn đề vướng mắc tồn tại từ thực tiễn công tác quản lý sử dụng đất, tăng cường quản lý đất đai cả về diện tích, chất lượng, giá trị kinh tế, đồng thời đảm bảo hài hòa quyền và lợi ích của nhà nước, người sử dụng đất và nhà đầu tư. Thúc đẩy thương mại hóa quyền sử dụng đất, phát triển thị trường bất động sản minh bạch, lành mạnh, thiết lập hệ thống quản lý đất đai hiện đại, minh bạch, hiệu quả, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, nâng cao chỉ số tiếp cận đất đai, phát huy dân chủ, hạn chế tình trạng khiếu kiện về đất đai. Tại hội nghị, Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường Đặng Minh Đức đã triển khai những điểm mới của luật đất đai năm 2024. Bên cạnh đó, hội nghị cũng đã nghe 6 tham luận của lãnh đạo các sở ngành, các chuyên gia đến từ các trường đại học thành phố Hồ Chí Minh và ý kiến đóng góp của đồng chí Bùi Xuân Thống, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh về những vấn đề đáng quan tâm khi triển khai dự án luật quan trọng này. Đồng Nai cũng sẽ giống như các địa phương khác, tức là cũng sẽ được lợi từ những cái thay đổi tích cực của luật đất đai 2024. Ví dụ như là một số cái quy định về sử dụng đất cũng việc tăng quyền cho người sử dụng đất nè, rồi điều chỉnh các vấn đề như đất đai mục đích. Như vậy từ cái việc là đất đai mục đích mình điều chỉnh bắt đầu, mặc dù chỉ là quy định khung thôi, nhưng từ cái chỗ đai mục đích thì mình sẽ đặt câu định mình thu tài chính đất đai. Như vậy thì Đồng Nai cũng sẽ giống các địa phương khác, nếu các quy định về đất sử dụng đai mục đích mà đã được ban hành đầy đủ để có thể thực hiện được á, thì cũng sẽ bảo đảm cái tăng thu từ đất tốt hơn và cái việc khai thác đất nó hiệu quả hơn nữa. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy đánh giá cao nỗ lực của Ban Cán sự Đảng, Ủy ban tỉnh trong việc triển khai tinh thần, nội dung dự án luật, tạo sự thống nhất trong nhận thức, hành động để triển khai thực hiện luật có hiệu quả. Phải am hiểu sâu sắc về pháp luật, nhất là luật đất đai và những luật liên quan. Em hiểu sâu sắc thì chúng ta mới dẫn dắt sự phát triển một cách tự tin. Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư tỉnh ủy và ý kiến đóng góp của các đại biểu từ hội nghị, quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Võ Tấn Đức đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở ngành trong việc triển khai luật đất đai năm 2024 để khai thác nguồn lực đất đai, tạo động lực mới trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Giao Sở Tài nguyên Môi trường chủ trì phối hợp cùng với Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các tổ chức đoàn thể xã hội xây dựng đề cương, kế hoạch, biện pháp tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về luật đất đai năm 2024 đến từng gia đình, cá nhân trên địa bàn của tỉnh. Trong đó, lưu ý nội dung tuyên truyền, xúc tích, dễ hiểu, các biện pháp tuyên truyền kết hợp mạng thông tin xã hội để cho người dân dễ tiếp cận, dễ tiếp thu và dễ áp dụng vào thực tiễn. Với nỗ lực và quyết tâm cao, tỉnh Đồng Nai khẩn trương triển khai luật đất đai bổ sung sửa đổi năm 2024 sớm đi vào cuộc sống, góp phần khơi thông nguồn lực cho phát triển kinh tế của địa phương.